Vi ơi, cậu mua cho tôi một ít củ cà rốt tươi đi Vi. Thôi được rồi, chúng ta qua cửa hàng bên đó mua đi. Ông chủ ơi, trái này bao nhiêu tiền? Mua nhiều có giảm không? Rồi lấy cho tôi đi. Cướp! Dây chuyền của tôi! Trả lại cho tôi! Trả dây chuyền cho tôi! Sao anh dám cướp của tôi hả? Tôi không hiểu. Anh dám cướp dây chuyền của tôi hả? Muốn tôi gọi cảnh sát không? Cô ơi, con biết chú Chada đây. Chú ấy không có lấy sợi dây chuyền của cô đâu. Chú ấy chỉ tới đây mua rau thôi. Chú Chada là người thật thà lắm. Nếu vậy thì ai đã cướp cái sợi dây chuyền của tôi hả? Tôi biết gì đâu, tự nhiên bị đánh quá trời quá đất. Tên trộm là người khác, mà hắn ở đâu thì tôi chưa biết. Kìa, ở trên kia. Để tôi đi xem. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Chuyện gì vậy Pia? Cậu đã thấy gì rồi? Tôi có cảm giác vừa thấy một cái gì đó trong suốt với hình dạng con người chạy trên nóc nhà vậy đó. Cả thị trấn đang trong tình trạng giật dây chuyền nghiêm trọng. Chúng tôi khuyến cáo không nên đeo dây chuyền vàng ra đường. Không một ai nhìn thấy tên cướp đó hết. Hắn cướp dây chuyền rồi biến mất ngay lập tức. Ông nội ơi, cả ngày hôm nay ở ngoài đường toàn là xảy ra những vụ trộm cướp dây chuyền vàng đó ông. Còn xảy ra trước mắt con nữa. Chú Chada bị nghi là ăn cướp nữa đó. Còn có cảm giác đã thấy tên cướp vô hình đó chạy trên nóc nhà đó ông. Tên cướp là người vô hình sao? Sao lại có chuyện xảy ra như vậy chứ? Để ông đi tìm hiểu thử coi. Từ giờ mọi người hãy cẩn thận vàng bạc khi bước ra ngoài đường. Tên cướp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu gặp phải tên cướp, hãy chạy ngay đi khi có thể và hô hoán cho mọi người cùng biết. Cẩn thận là trên hết. Gintu, cậu phải bắt cho bằng được tên cướp nhanh đi. Không nên để tình trạng này xảy ra ở thị trấn của chúng ta được. Ấm ba la xì bồ cà na xí mũi cậu xí xô. Tôi xí giàu xí ba xí bầm. Bắt những tên trộm dây chuyền vàng về đây cho ta.